Nga nói Ukraine rút lui 8 đến 9 km tại Kharkov. Bộ trưởng Belousov cho biết quân đội Nga đang đẩy lùi lực lượng Ukraine tại tỉnh Kharkov, buộc đối phương rút lui 8 đến 9 km. Quân đội Nga đã kiểm soát thêm 880 km vuông lãnh thổ trong năm nay. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov ngày 31 tháng 5 cho biết các quân nhân Nga đã giải phóng 28 làng, khu dân cư trong tháng này. Theo ông Belousov, các đơn vị Nga đang tiến công trên mọi hướng chiến thuật và đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi vị trí. Hoạt động tác chiến tích cực của lực lượng Nga tại những khu vực quan trọng ở tỉnh Kharkov buộc đối phương phải rút lui 8 đến 9 km, ông nói. Trước đó cùng ngày, quan chức Nga phụ trách tỉnh Kharkov, Vitaly Ganchev thông báo lực lượng của Moscow đã củng cố vị trí tại đây, kiểm soát khoảng 300 km vuông lãnh thổ với 13 khu dân cư chỉ trong tháng 5. Nhờ chiến dịch ở phía bắc tỉnh Kharkov, các đơn vị Nga gần Kupian kiểm soát thêm 5 khu dân cư. Qua đội Nga tiếp tục thọc sâu vào phòng tuyến đối phương ở tỉnh Kharkov, các đơn vị Nga đã kiểm soát khu vực phía tây và phía bắc thành phố Vochan, ông Ganchev cho biết. Các quan chức Nga đưa ra bình luận sau khi các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Joe Biden đã chỉ đạo cho các cố vấn đảm bảo Ukraine có thể dùng vũ khí Mỹ cho mục đích phản công ở Kharkov. Theo đó, Ukraine được phép tấn công mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga, giới hạn ở vùng gần biên giới với tỉnh Kharkov. Ukraine đang chật vật đối phó cùng lúc với chiến dịch Kharkov và các đợt tiến công liên tục của Nga dọc theo chiến tuyến dài 1.000 km, bất chấp gói viện trợ 61 tỷ đô la Mỹ mà Mỹ mới thông qua giúp giải quyết vấn đề thiếu đạn dược và vũ khí. Quân đội Ukraine vẫn đối mặt với thách thức nhân lực khi không thể tuyển mộ đủ quân để bổ sung lực lượng. Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhận định phương Tây đang làm mọi cách để kéo dài và leo thang xung đột vũ trang tại Ukraine với các khoản hỗ trợ có tổng trị giá hơn 278 tỷ đô la Mỹ. Phương Tây đang gấp rút bơm vũ khí vào Ukraine, chia sẻ thông tin tình báo, đào tạo binh sĩ và tuyển dụng lính đánh thuê cho nước này, ông Belousov nói. Ông Belousov cáo buộc Ukraine đang chuẩn bị các chiến dịch phá hoại với sự hỗ trợ từ cố vấn và chuyên gia NATO nhằm mục đích gây thiệt hại cho hạ tầng dân sự và tổn thất về người cho dân thường tại Nga. Bất chấp việc đã mất khả năng tấn công và động lực trên chiến trường, Ukraine vẫn tiếp tục thuyết phục cái gọi là cộng đồng thế giới văn minh về sự sẵn sàng chiến đấu đến cùng và giành lại các vùng lãnh thổ đã mất. Bộ trưởng Belousov cho biết Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt và chắc chắn sẽ đạt được tất cả các mục tiêu. Theo ông Belousov, Nga đang sử dụng kinh nghiệm thu được từ xung đột với Ukraine để tối ưu hoạt động tác chiến của quân đội, phát triển ngành công nghiệp quốc phòng, cải thiện hệ thống đào tạo quân nhân, mai rũa các kỹ năng cho họ trong hoạt động chiến đấu. Do đó, mọi nỗ lực khiến Nga thất bại chiến lược đều là vô ích, ông khẳng định.